Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, cùng với nhân dân cả nước, người dân tỉnh Vĩnh Long hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Cách làm tuy có khác nhau, nhưng mọi người đều có một điểm chung, đó là chung một tấm lòng nhường cơm sẻ áo, tất cả vì đồng bào miền Bắc ruột thịt. Gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn ở khóm 5 thị trấn Long Hồ làm nghề buôn bán nhỏ, mỗi ngày kiếm được khoảng 300.000 đồng tiền lời. Mấy ngày qua, chứng kiến đồng bào các tỉnh miền Bắc đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 và mưa lũ kéo dài, ông bà quyết định dành một ngày thu nhập để san sẻ một phần khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng. Thấy là cái tình thương của người Việt chúng ta là hết sức là cảm động. Thì tôi cũng xin là chia sẻ với bà con là dùng bị tai nạn vừa qua là cũng đem một cái tấm lòng chung, dầu ít hay nhiều cũng là một cái tình của gia đình tôi. Bên cạnh việc cập nhật thông tin hàng ngày để biết được tình hình khắc phục thiệt hại cơn bão số 3 và những nỗ lực chung sức của người dân cả nước hướng về đồng bào miền Bắc, anh Nguyễn Dương Thanh ở xã Phú Đức, huyện Long Hồ cũng quyết định đóng góp một phần sức lực mình để san sẻ những khó khăn mất mát với đồng bào của mình. Tôi không có cái gì hơn ngoài một cái tấm lòng gọi là tình tương thân tương ái, là lá lành đùm lá rách. Thì tôi cũng góp một phần nhỏ để gửi đến đồng bào của miền Bắc để dơi đi một nỗi đau thương của đồng bào nơi đó. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, chỉ trong 3 ngày qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp đã chung tay đóng góp hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc. Ai có của, ai có công, góp công, đồng lòng chung sức sẽ chia khó khăn với bà con bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Em cảm thấy rất là thương và đồng cảm với người dân ở ngoài miền Bắc. Em muốn góp một phần công sức của mình vào một ngày Chủ nhật này để giúp cho người miền Bắc có được những cái tình cảm và cũng giống như những phần quà những này để cho người dân miền Bắc được cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày mưa bão. Sự ủng hộ của chúng ta ở đây dù là ít so với những cái thiệt hại quá lớn nào đó, nhưng mà tôi cũng nghĩ là nhiều tay vỗ nên kêu, có thể là xoa dịu được phần nào những cái nỗi đau, những cái mất mát, những cái thiệt hại mà người dân ở các tỉnh thành ở miền Bắc đã phải hứng chịu. Thiệt hại do bão số 3 gây ra là không thể lấy gì bù đắp được. Thế nhưng những phần quà được sẻ chia, những gói ghém bằng tình cảm ấm áp yêu thương của người dân trong và ngoài nước sẽ là ngọn lửa sưởi ấm trái tim, sẽ phần nào giúp đồng bào miền Bắc sớm vươn lên, ổn định cuộc sống.